Chỗ này thọ phát hiện một con hải sâm ga. Con này là con đầu tiên. Vừa lặn xuống thì thọ cũng thấy luôn. Hải sâm ga được thì sẽ nhanh có tiền lắm. Phía trước là con hải sâm ga thứ hai kìa. Hải sâm ga này thì khoảng 50.000 đến 100.000 tùy con. Con lớn thì sẽ được 100.000, còn con nhỏ thì 50.000 thôi. Chỗ này có một con cá mực quỷ. Con này không biết sao mà nó chui ra ngoài luôn nè. Chứ bình thường nó sẽ ở trong hang. Có một quỷ này nó hiền lắm, rất là dễ bắt thôi. Nó sẽ nằm một chỗ vậy, mình chỉ cần cầm hai cái vi của nó, sau đó bỏ vào vật là được. Là có một quỷ này thì nuôi sống bón rất là có giá. 1 kg sống vậy thì thường thường được khoảng 600.000. Thịt có này ăn ngon lắm. Làm ra thì nó khó làm, nhưng mà làm ra rồi thì thịt nó rất là tráng thơm. Thọ thì thích nhất là món sò sả ớt. Con hải sâm ga thứ ba. Làm mà được hải sâm ga thì vui lắm, nhanh là có tiền. Một con thì nó trung bình được khoảng gần 100.000. Chỗ này thọ phát hiện một cái hòn tâm tích nè. Tâm tích này thì chỗ thọ thì hay gọi là tâm tích chúa, để nó phân biệt với cái loại tâm tích mà hay sống ở bùn đó. Và tâm tiết này thì màu sắc nó sặc sỡ hơn, con nó cũng bự hơn nữa. Thọ phải dùng con cá để bắt tâm tiết này, chứ cái cặp còn của nó bén lắm, thò tay xuống là nó búng, gây chảy máu. Nhiều khi có anh em không cẩn thận, nó búng chảy máu mấy ngày, phải nghỉ lèn luôn. Tâm tiết này thì cũng ăn rất là ngon, thơm lắm. Bây giờ ở chỗ thọ họ thích ăn tâm tiết này chứ ít thích ăn tâm hùm. Phía trước có một con hải sâm nè cả nhà. Đây là con hải sâm thơm. Loại hải sâm này to lắm, kích cỡ của nó có con lên cỡ 1 kg vậy. Loại này to nhưng mà mọng nước, khi sơ chế thì nó sẽ teo lắm, nên cả nhà có mua thì nhớ cân nhắc nhé. Thọ được con hải sâm ga thứ 4 rồi. 4 con thì thọ kiếm đâu đó khoảng 300.000 rồi đó. Chỗ này anh hai thọ đang bắt một con tôm tiết nè cả nhà. Thọ chủ yếu lặn mùa này thì sẽ đi bắt hải sâm và tôm tiết. Chứ bây giờ cá cũng ít rồi, với tôm hùm cũng rất là ít, nên thọ chủ yếu sẽ đi bắt loại này thôi. Chứ đi bắt mấy cái loại kia thì nó không có đọt hiệu quả lắm. Là tâm tiết này chỗ thọ chỉ bắt đâu đó khoảng là vài năm trở lại đây thôi. Trước kia thì chưa có biết cách bắt. Lạng thì cũng thái rồi, cũng anh em chỉa lên luộc ăn thôi chứ không có bắt. Còn bây giờ biết cách dùng có để nhớ rồi. Tâm tiết này chắc cũng phải được 2 lần mấy 3 lần đó cả nhà. 1 kg thì thường là chỗ thọ mua khoảng 800.000. Con này thọ lôi mạnh quá, nó rớt một cái con mất rồi. Thường thường mà mấy con mà gã một con như thế này thì lên chủ yếu luộc ăn thôi, chứ nuôi thì về thương lớn cũng chê. Con hải sâm ga thứ 5 rồi. Hải sâm ga ngoài đổ thì con to lắm, nó rất là dày thịt và nặng ký. Con hải sâm ga thứ 6 khá là may mắn luôn, nãy giờ thọ được 6 con rồi. Hải sâm gàng gặp điểm thì được rất là nhiều luôn. Thêm một con nữa nè cả nhà. Chỗ thọ thì họ sẽ mua theo ký về như thế này, nuôi sống về căn nước rồi lên luôn, ký tươi như thế này để
Thọ thì Thọ quay ra con cho cả nhà dễ hình dung. Chỗ này có một cái hoang tâm tích nữa để Thọ là gần bác. Thường thường tâm tích buổi tối nó sẽ chui cái đầu lên như thế này để nó săn mồi, có con cá nào đi qua là nó chụp, nên vì thế đặc tính của nó nên là Thọ mới dùng cá để dụ nó. Sau khi nắm được cái cặp con nó rồi thì từ từ lâu lên thôi, chứ tâm tích này nó dữ ghê lắm. Lâu như tâm tích này lên thật phải lâu nhẹ nhẹ, chứ nếu mà lâu mạnh quá nó sức còn. Tâm tích này cháy tỏi thì ăn là tuyệt vời luôn. Thêm một con tâm tích nữa, con này thứ 4 rồi. Con này có vẻ cũng to đó, phải 3 lọn. 3 lọn thì Thọ được khoảng 200 mấy nghìn rồi đó. Tâm tích này Lan phải nuôi sống, nhưng mà Thọ phải bỏ từng con như thế vào từng cái chai nước suối, chứ không có nuôi chung nó cho một chỗ. Nuôi chung là nó quấn lồng gắn lồng, nó sẽ cháy khét. Chỗ này có một con mực non đang bơi. Con này khá là to luôn đó. Con này Thọ ước lượng phải 4-5 kg vậy đó. Để anh bọn làng chung bác cho cả nhà xem. Gặp mực non thì rất là dễ bắt tay. Loại này nó chỉ chạy chậm và hóa tròn biến. Loại này nó chỉ chạy chậm và biến đổi điện nguyệt tròn thôi, chứ nó không có lanh như mực lá được. Mực non này thì ăn rất là ngon luôn. Đây là một con bạch tuộc nè cả nhà. Con này thì cũng không có lớn lắm, tầm ký hơn một ký thôi. Nó chạy vào hoang đây rồi, để Thọ coi kể coi. Đây, nó đang nếp vào cái hoang rồi. Chỗ cái hoang này cũng hơi sâu nên nó chui qua bên này luôn rồi. Thường thường Thọ làng mùa này thì ở Trường Sa không có bạch tuộc nhiều, nên bác qua bạch loại bạch tuộc này Lan Thọ chủ yếu chế mì tôm ăn, chứ không có đem về bón. Khi nào mà Thọ đi làng ở Hoàng Sa bấy nhiêu. Con tâm tích thứ 5 rồi. Tâm tích này gặp nhiều con thì nhớ nó ăn màu liền, chứ có con nó không có ăn liền. Như con này nè cả nhà thấy không, nó không lắm, nó để con cá vào mà nó không thèm chụp, nó thụt lên thụt xuống miết. Con nào nó hoa màu thì rất là dễ bét luôn, nên Thọ phải lùi là xa để cho anh kia nhớ coi kệ nó có dọn hay không, để anh kia nhớ nó thò cái đầu lên rồi Thọ lấy tay chụp luôn, khỏi cần phải lau cái con đó. Con này không quá. Đây nó lò lên rồi, Thọ chụp được rồi này cả nhà. Tâm tích mà nó ở dưới hoang thì nó hung lắm, chứ nếu mà cả nhà lâu nó ra khỏi hoang rồi bỏ dưới nước rồi thì nó không có bò quẹt chạy đi đó đó. Nó chỉ nằm yên một chỗ thôi. Ra ngoài thì nó rất là hiền luôn. Giống như ra khỏi nhà rồi đó, nó sẽ nhót, còn ở trong nhà là địa bàn của nó rất là dữ. Chỗ này anh hai Thọ là bác thêm một con tôm tích nữa. Trung bình một co làng thì trong vòng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi anh em tụi họ thì mỗi người sẽ bác được khoảng 5 đến 6 con tôm tích. 5 đến 6 con thì chắc được khoảng 1 ký, 1 ký mấy đó. Thì xa xa thì tiền tôm tích cũng mỗi người được 1 triệu rồi đó. Thì Thọ chủ yếu là làng tâm tích và ở xăm thôi, chứ có thì nó không có bao nhiêu hết.
có phải đầu năm Thọ đi ở Hoàng Sa rất khó với rất là nhiều. Chỗ này Thọ phát hiện thêm một con hải sâm ghê nữa nè. Hải sâm ghê này thì rất là bổ, người ta hay dùng để nấu súp hoặc là bắp gỏi ăn. Trong hang này có một con hải sâm ghê nữa, con này chưa bò ra khỏi hang. Bình thường thì buổi tối thì hải sâm nó sẽ bò ra ngoài đi kiếm ăn, còn ban ngày nó sẽ núp trong hang, nên lẻn ban ngày không có thấy hải sâm ghê được đâu cả nhà. Thêm một con hải sâm ghê nữa. Hải sâm ghê này thì chủ yếu là xuất qua Trung Quốc, chứ bên Việt Nam mình cũng ít xài lắm, tại vì nó rất là tanh, bổ nhưng mà nó tanh lắm. Trong cái hòn này có một con hải sâm ghê này cả nhà, để họ lau ra cho cả nhà xem. Mấy con mà còn ở trong hang như thế này thì phải để ý kỹ và tinh mắt lắm mới phát hiện. Chứ thường thường nếu mà không tinh ý, không có nhìn rõ có nơi nó sống thì khó là bắt được những con đó lắm. Thêm một con ở sâm ghê nữa, con này chắc phải trên 10 con rồi. Nãy giờ Thọ bồi thu ở sâm ghê rất là nhiều. Ở sâm ghê thì nó có hai cách bảo quản: nuôi sống về bón hoặc là luộc lên rồi phơi khô. Nếu mà ít thì anh em sẽ nuôi sống, còn nhiều quá hết chỗ nuôi thì anh em sẽ luộc phơi khô để cho nó được nhiều. Chỗ này Thọ phát hiện một con tôm mũ ni đan. Chỗ Thọ thì kêu là tôm mũ ni đan, còn như dân làng Phú Quý thì họ kêu là tôm vỗ. Tại này thì giá cũng tương đương với tôm hùm đỏ, tôm hùm xanh, khoảng 800-900 nghìn gì đó một ký. Thịt ăn cũng ngon, rất là ngon luôn đó. Họ đến cái đoạn này là đoạn nước chảy nè, cả nhà có thấy những cái cây rong nó đưa qua đây là không? Chỗ này có một con mực non luôn nè, con này phải tầm một ký ký hơn. Họ chụp tay luôn, chụp một tay luôn, là nhỏ này họ chụp một tay thôi. Mực non này thịt nướng ăn rất là ngon, nó dày giòn, nhưng mà có vị thì nó không có được ngọt bằng mực lóa cho lắm. Và đây là thành quả tâm tích của Thọ có làng vừa rồi nữa cả nhà. Bây giờ anh em sẽ lấy chơi nước suối bỏ nó vào, sau đó sẽ bỏ xuống kiệt nuôi. Con này thì anh em hay được ít tâm tích, chủ yếu là hải sâm ghê là nhiều.